Đây, đây dính một em đầu tiên đây này. Đây nha, sắp hụt rồi, phải xuống bắt nha. Ok, một con đầu tiên. Đây, chào anh em nhá. Sáng nay sẽ đi bẫy chim cút bằng đây này, bằng cái giò bẫy tôi mua trên mạng về đây. Đấy. Còn và mở loa nhá, còn bây giờ tôi sẽ đặt bẫy ở khu vực đây. Đấy, anh em chỉ có theo dõi một chút nhá. Đấy, vừa rồi có đặt bẫy có hơi lâu một chút, tôi đặt xong 4 cái rồi nhá, 4 cái ở bên góc. Còn bây giờ mình sẽ đặt loa vào để mở nhạc. Bluetooth mode. Thank you.
Ok anh em, dính một con chim cút đây rồi nhá. Đây này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Hai con chim cút đây. Bây giờ tôi sẽ gửi nó ra. Con này là con thứ hai nhá. Ôi giời. Đây anh em này. Đây nó quấn một núi rồi. Con này khá là to luôn. Quấn một núi rồi. Đây nhá, con thứ hai đây nhá. Bây giờ tôi sẽ tạm thời tắt máy quay đó. Sau đấy sẽ gửi con này ra rồi tiếp tục đánh bay tiếp nhá. To chưa? Ok, dính được một em đây rồi anh em ạ. Đây nha. Ok. Con này con thứ ba. Đấy. Bây giờ con này khá to luôn. Bây giờ tôi tạo